tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Trong bản tin ngày 6 tháng 6, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Trung Quốc nói Canada đã có các hành động khiêu khích và kém chuyên nghiệp trên không phận. Gần một phần tư người Canada ăn ít hơn mức họ cần do giá cả tăng cao. Giá xăng đang tăng cao khắp Canada và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Hơn một nửa thanh niên chuyển giới đã nghiêm túc cân nhắc về việc tự tử. Hãy tới 6 địa điểm miễn phí trong mùa hè này để cảm thấy như một khách du lịch và trong phần tin thế giới. Nga và Ukraine chiến đấu trên các đường phố trong trận chiến Soviet Donetsk. Các nhà lập pháp Anh tức giận kích hoạt bỏ phiếu tín nhiệm đối với Boris Johnson. Các tay súng tại nhà thờ Nigeria đã sát hại ít nhất 50 người, bao gồm cả trẻ em. Musk nói sẽ từ bỏ thỏa thuận Twitter nếu dữ liệu tài khoản không được cung cấp. Hàn Quốc, Mỹ phóng 8 tên lửa để đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Thuốc Novartis cho thấy hứa hẹn trong điều trị ung thư não ở trẻ em. Và sau đây là bản tin chi tiết, mở đầu với phần tin Canada. Trung Quốc nói Canada đã có hành động khiêu khích và kém chuyên nghiệp trên không phận Hôm thứ Hai, Trung Quốc đã bảo vệ các phi công quân sự của mình, nói rằng họ đã hành động đúng đắn và đang bảo vệ chủ quyền của mình sau những phàn nàn gần đây của Canada và Úc. Rằng máy bay Trung Quốc đã tham gia các cuộc diễn tập máy bay mạo hiểm trên Thái Bình Dương. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Wu Chen cho biết Trung Quốc đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp hợp lý, mạnh mẽ và chuyên nghiệp để đáp lại các hành động khiêu khích cùng các chiến dịch thiếu thân thiện và không chuyên nghiệp của Canada. Tuần trước, quân đội Canada đã cáo buộc máy bay Trung Quốc nhiều lần không tuân theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và đã khiến phi hành đoàn Canada gặp rủi ro. Tuyên bố ngày 1 tháng 6 cho biết, máy bay Trung Quốc đã cố gắng chuyển hướng một máy bay tuần tra tầm xa của Canada khỏi đường bay và phi hành đoàn đã phải nhanh chóng hành động để tránh một vụ va chạm. Máy bay Canada đã được triển khai từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 để cùng các nước khác theo dõi quá trình chuyển nhiên liệu giữa các tàu trên biển. Thứ có thể giúp Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Các tàu Trung Quốc bị nghi ngờ tham gia vụ việc này, Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã tham gia vào cuộc giám sát. Ông Mụ cho biết trong một tuyên bố rằng Canada đã tăng cường trinh sát chặt chẽ Trung Quốc với lý do thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ông cho biết Canada sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nghiêm trọng cho các hành động khiêu khích và mạo hiểm của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Li Lijian cho biết quân đội Trung Quốc luôn tiến hành các hoạt động dựa trên luật pháp và thông lệ quốc tế một cách an toàn và chuyên nghiệp. Zhao cho biết Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào vi phạm chủ quyền của mình dưới danh nghĩa tự do hàng hải. Ông cũng cáo buộc Canada phát tán thông tin sai lệch và nói rằng nước này nên áp dụng một chính sách ôn hòa và thực dụng đối với Trung Quốc và thực hiện các biện pháp cụ thể để cải thiện quan hệ giữa hai bên. Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc. Gần một phần tư người Canada ăn ít hơn mức họ cần do giá cả tăng cao. Một cuộc khảo sát mới cho thấy, ngày càng có nhiều Canada đang phải vật lộn với giá thực phẩm ngày càng tăng khi giá các mặt hàng cơ bản như mì ống, bánh mì và thịt đều tăng cao. Cuộc thăm dò từ Ngân hàng Thực phẩm Canada cho thấy, nạn đói và tình trạng mất an ninh lương thực đang gia tăng trên khắp đất nước và những người Canada có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lạm phát. Cuộc khảo sát cho thấy gần một phần tư người Canada cho biết họ ăn ít hơn mức họ cần vì không có đủ tiền ăn. Con số này đã gần gấp đôi với những người có thu nhập dưới 50.000 đô một năm. Dữ liệu cũng cho thấy một phần năm người Canada cho biết họ đã từng bị đói mà không có tiền ăn ít nhất một lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022. Giám đốc điều hành của Foodbank Canada Christine Beersley cho biết phần lớn các ngân hàng thực phẩm đã hoạt động hết công suất của họ và mùa hè này được dự đoán là khó khăn nhất trong lịch sử 41 năm của tổ chức. Bà cho biết các ngân hàng thực phẩm ở hầu hết các khu vực của Canada đang đón một làn sóng người Canada đến các ngân hàng thực phẩm lần đầu tiên. Con số đó đã tăng lên 25% ở một số khu vực. Người dân đang nói với chúng tôi rằng họ đang hết tiền mua thực phẩm vì chi phí nhà ở, xăng năng lượng và giá thực phẩm tăng. Thống kê Canada cho biết, người tiêu dùng đã phải trả thêm 9,7% cho thực phẩm vào tháng 4 so với một năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 1981. Cơ quan liên bang cho biết, giá mì ống đã tăng 19,6% so với năm ngoái, các sản phẩm ngũ cốc tăng 13,9%, bánh mì tăng 12,2% và chi phí trái cây tươi tăng 10%. Giá xăng đang tăng cao khắp Canada và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Giá xăng tiếp tục có xu hướng tăng trên hầu hết Canada vào cuối tuần và các chuyên gia đang cảnh báo nhiều đợt tăng nữa sẽ đến trong tuần này. Theo Hiệp hội xe hơi Canada, CAA, giá xăng trung bình trên toàn quốc đã tăng lên khoảng 2,06 đô vào chủ nhật, tăng gần 3 cent so với ngày hôm trước và 11 cent so với một tuần trước. Dan Martigui, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Giá cả Phải chăng cho biết, chúng ta đang chứng kiến giá xăng liên tục phá vỡ các kỷ lục trên toàn quốc. Vào Chủ nhật, giá xăng Vancouver đã đạt mức gần 2,37 đô la một lít, trong khi Montreal công bố giá xăng ở mức 2,24 đô la một lít. St. John's, Newfoundland chạm mức 2,23 đô la và Toronto đạt 2,15 đô la cho một lít xăng, không chỉ thông thường. Ông nói, giá nhiên liệu dự kiến sẽ tăng thêm 3 xu trong những ngày tới, với giá xăng trung bình được dự báo sẽ lên tới 2,12 đô la một lít trên toàn quốc vào cuối ngày thứ hai. Trong một tuyên bố, CAA đã đưa ra những lời khuyên cho người Canada để cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu của bất kỳ chiếc xe nào. Tổ chức cho biết, những người lái xe hơi nên lái xe thận trọng và tránh lái xe như những chú thỏ, tức là tăng tốc nhanh rồi phanh gấp. Điều mà có thể làm giảm mức tiết kiệm nhiên liệu từ 15 đến 30% ở tốc độ đường cao tốc và 10 đến 40% ở các đoạn đường khác. Ngoài ra, CAA cho biết, người lái xe nên hạn chế tối đa cái gọi là vận hành động cơ nguội, nghĩa là người lái xe nên nổ máy và sau đó lái xe bình thường để làm ấm động cơ thay vì ngồi chờ xe nổ máy. CAA cho biết việc quan sát giới hạn tốc độ, loại bỏ các vật dụng không cần thiết khỏi xe của bạn, sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control để giảm thiểu dao động tốc độ trên đường cao tốc và tránh nổ máy xe nếu không chạy. Hơn một nửa thanh thiếu niên chuyển giới đã nghiêm túc cân nhắc việc tự tử một nghiên cứu mới trên tạp chí hiệp hội y khoa canada cảnh báo rằng thanh thiếu niên chuyển giới vào phi nhị giới tức là không hoàn toàn là nam hay nữ có nguy cơ cao hơn nhiều so với những người cisgender về việc có ý định tự tử hoặc có ý định tự sát cisgender là thuật ngữ để mô phỏng về tính cách của những người có bản dạng giới hoàn toàn giống với giới tính khi họ được sinh ra có nghĩa là sinh ra là con gái thì tâm sinh lý và tính cách là con gái và ngược lại ở nam giới cũng vậy. Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ đại học Ottawa dẫn đầu và được công bố hôm thứ hai chỉ ra rằng hơn một nửa thanh niên chuyển giới cho biết họ đã nghiêm túc xem xét việc tự tử trong 12 tháng trước cuộc khảo sát. Tổng cộng 14% thanh thiếu niên cho biết đã có ý định tự tử so với năm trước, trong khi 6,8% cho biết họ đã cố gắng tự sát. Thanh niên chuyển giới có nguy cơ nghĩ đến việc tự tử cao gấp 5 lần và có ý định tự tử cao gấp 7,6 lần so với thanh niên cisgender, những người có bản dạng giới tương ứng với giới tính của họ khi sinh ra. Tuổi mới lớn có thể là một khoảng thời gian đầy biến động, đặc biệt là đối với những người chuyển giới trẻ và kể cả những người được ủng hộ bởi mọi người xung quanh cũng sẽ không hoàn toàn tránh khỏi tình trạng bối rối. Điều đó càng khó khăn hơn đối với những người trẻ không có sự hỗ trợ từ những người xung quanh và phải vượt qua các giông tố một mình. Các nhà nghiên cứu cho biết, mối liên hệ giữa ý định tự tử hoặc cố gắng tự tử và giới tính hoặc xu hướng tình dục một phần được giải thích bởi hành vi bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng điều mà những người trẻ này phải chịu. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ hai ở Canada đối với thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi. Hãy tới 6 địa điểm miễn phí trong hè này để cảm thấy như một khách du lịch không phải chuyến đi chơi mùa hè nào cũng sẽ khiến bạn cháy ví đâu nhé. Có rất nhiều địa điểm miễn phí để khám phá ở Canada, nhưng sẽ vẫn đủ đặc biệt để khiến bạn phải nhớ mãi. Dưới đây là 6 nơi miễn phí mà bạn nên tới trong mùa hè này. Tìm kiếm hóa thạch trong công viên tỉnh Khủng Long Vị trí ở Brooks, Alberta Tại sao bạn nên đi? Bạn có tin rằng vị trí tuyệt đẹp này là ở Canada? Công viên tỉnh Dinosaur là vùng đất xấu, cằn cỗi có diện tích lớn nhất của đất nước và vô số hóa thạch khủng long đã được tìm thấy ở đây. Trên thực tế, công viên đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vì ý nghĩa cổ sinh vật học của nó. Tham quan trung tâm mua sắm lớn nhất ở Bắc Mỹ Địa điểm Trung tâm mua sắm West Edmonton số 8882 170 Street Northwest Edmonton, Alberta. Tại sao bạn nên tới đây? Hãy tới để mua sắm ở mall hoặc chụp ảnh tại các bức tường được trang trí ở khắp trung tâm mua sắm hoặc chụp ảnh trên những con phố được trang trí theo chủ đề như Europa Boulevard nơi trông giống như một khung cảnh ở ngay ngoài Milan, Ý. Khám phá những khu vườn ở lâu đài Hadley địa điểm số 2005 South Road, Victoria, British Columbia. Tại sao bạn nên đến đây? Những khu vườn di sản tuyệt đẹp tại lâu đài Hattley được mệnh danh là những địa điểm tham quan hàng đầu tại Vancouver Island. Được vào cửa miễn phí và bạn sẽ cảm thấy như đang bước vào một khu vườn thần tiên ở đây. Đừng quên tới thăm các khu vườn hoa hồng, vườn Nhật Bản và Ý khi bạn ở đó. Tham quan kênh đào Rideau lịch sử, vị trí Ottawa, Ontario. Tại sao bạn nên đi? Con kênh cũng là di sản thế giới được UNESCO công nhận, chảy qua khu vực trung tâm duyên dáng của Ottawa và là địa điểm bạn có thể thưởng ngoạn quanh năm. Vào mùa hè, bạn có thể chèo ván trên mặt nước và cắm trại, và vào mùa đông, con kênh trở thành đường trượt. Đi bộ qua cây cầu Lynn Canyon Suspension Park, địa điểm thung lũng Lynn, British Columbia. Tại sao bạn nên đi? công viên Lynn Canyon là nơi có một cây cầu treo ngoạn mục và không giống như những công viên cầu treo khác, bạn có thể tham quan miễn phí. Bạn cũng có thể ghé thăm một hồ bơi tự nhiên dài 30 feet mà không nhiều người biết tại công viên với làn nước trong xanh như pha lê. Leo lên một con tàu mang tính biểu tượng, địa điểm Lunenburg, Nova Scotia. Tại sao bạn nên đi? không mất đồng nào để leo lên chiếc Blue Nose. Huyền thoại, một bản sao của tàu Blue Nose, một con tàu mà bạn có thể đã nhìn thấy từ đồng xu 10 cent. Blue Nose có cảng nhà ở Lunenburg, Nova Scotia và bạn thậm chí có thể đi du ngoạn trên tàu, mặc dù việc này sẽ mất phí rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin canada do tạp chí culture magazine thực hiện tin tức canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh culture channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.